Câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội 19h15 ngày 9 tháng 2 chứng minh vị thế. Ở vòng mở màn của V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu không như kỳ vọng khi hòa một đều trước câu lạc bộ Viettel trên sân hàng đẫy. Ngoài kết quả chưa được như mong muốn trong ngày ra quân, huấn luyện viên Božidar Banovic cũng không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông thẳng thắn chia sẻ với giới truyền thông về việc Hà Nội đã để mất bóng quá nhiều, không kiểm soát được thế trận trước câu lạc bộ Viettel. Đó cũng là lý do mà vì sao trong buổi tập chiều ngày 7 tháng 2, vị thuyền trưởng người Montenegro đã quyết định họp kín với 6 cầu thủ chuyên về phòng ngự bao gồm Duy Mạnh, Thành Trung, Văn Kiên, Văn Toàn, Hùng Dũng và Việt Anh. Mục đích của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội là đảm bảo được sự kín kẽ, tránh những sơ hở từng xảy ra trước Viettel khi đội bóng thủ đô chạm trán câu lạc bộ Công an Hà Nội. Câu lạc bộ đang có hàng công rất mạnh ở V-League 2023. Ngoài hàng thủ, các vị trí trên hàng công của câu lạc bộ Hà Nội cũng trao đổi nhiều trong buổi tập chiều ngày 7 tháng 2. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã dành hơn 10 phút để trò chuyện với mũi nhọn Lucao nhằm tìm ra phương án tiếp cận và hiệu quả hóa các cơ hội trước cầu môn của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội cũng được đảm bảo cho màn so tài này. Điều quan trọng, huấn luyện viên Banovic sẽ kết nối các cầu thủ mạch lạc ra sao trong cuộc tiếp đón Công an Hà Nội vào tối ngày 9 tháng 2. Về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng ngành công an ngày càng nhận được sự quan tâm từ giới mộ điệu. Những bản hợp đồng bom tấn biến câu lạc bộ tân binh của V-League trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Hơn thế nữa, chiến thắng ấn tượng 5-0 trước câu lạc bộ Topland Bình Định ở vòng mở màn V-League càng khẳng định cho sức mạnh của Công an Hà Nội. Ngoài các ngôi sao lần lượt được tung vào sân, huấn luyện viên Paolo Foini cũng cho thấy sự linh hoạt và khó lường trong các cầm quân của mình. Như trước Bình Định, ông thậm chí không vội tung ra Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài đá chính. Những gương mặt vốn ít được quan tâm như Xuân Nam, Văn Vũ lại trở thành linh hồn trong lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đúng như chính huấn luyện viên Foini tự tin chia sẻ sau chiến thắng 5-0 trước Bình Định, Công an Hà Nội đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu với từng vị trí được đáp ứng từ 2 tới 3 cầu thủ chất lượng. Nhờ vậy, Công an Hà Nội có thể tùy biến đội hình, cách chơi và sẵn sàng chuẩn bị cho những miếng đánh bất ngờ cho từng đối thủ. Một bên là đương kim vô địch V-League, đội vô địch tuyệt đối bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2022. Một bên là thế lực mới nổi với tham vọng đua tranh ngôi vương V-League 2023. Cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ là lời khẳng định, minh chứng cho khát khao khẳng định vị thế ở mùa giải năm nay. Đoàn Văn Hậu phát biểu trước trận đấu với đội bóng cũ. Mới qua một vòng đấu, tôi chưa thể nói lên điều gì. Tôi hy vọng toàn đội Công an Hà Nội sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ trước thời điểm diễn ra trận đấu ở vòng 2 V-League 2023 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau 5 năm gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội tại V-League, Đoàn Văn Hậu đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội kể từ mùa giải năm nay. Anh được xem là bom tấn mà đội bóng ngành công an chiêu mộ ở thị trường chuyển nhượng. Nói về việc khoác áo câu lạc bộ mới, Văn Hậu thổ lộ: "Tôi cũng khá là bỡ ngỡ, hồi hộp. Đây là màu áo mà tôi được khoác lên với những trải nghiệm thử thách mới mẻ. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy một bầu không khí gần gũi. Các cổ động viên của Công an Hà Nội rất là tuyệt vời. Tôi mong qua trận đấu tiếp theo, toàn thể người hâm mộ sẽ đến động viên, cổ vũ cho đội bóng. Xin cảm ơn người hâm mộ yêu mến câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tôi mong cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu tốt nhất ở mùa giải năm nay." Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Hà Nội tạo điều kiện thi đấu tại V-League 2017. Lúc bấy giờ, Văn Hậu chỉ mới 18 tuổi. Sau đó không lâu, Văn Hậu đã thi đấu ấn tượng tại V-League 2018 và cùng câu lạc bộ Hà Nội vô địch mùa giải năm ấy. Văn Hậu sau đó sang Heerenveen trước khi trải qua một giai đoạn khó khăn vì chấn thương. Phải đến V-League 2022, Văn Hậu mới trở lại và cùng câu lạc bộ Hà Nội vô địch thêm một giải nữa. Đoàn Văn Hậu sau đó chuyển sang câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh đã có kiến tạo đầu tiên ở trận ra mắt với pha leo biên và căng ngang rất vừa tầm cho Juvel Sumu lập công trong chiến thắng 5-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước Bình Định. Trận cầu đinh của vòng đấu này diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy, nơi câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng số 1 của V-League trong hơn một thập kỷ qua, đối đầu với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội đã tạo nên chiến thắng 5 sao ấn tượng nhất vào 1. Trong khi câu lạc bộ Hà Nội vẫn tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vị vô địch, thì câu lạc bộ Công an Hà Nội không hề ngần ngại nói về cái đích xoán ngôi của câu lạc bộ Hà Nội ngay trong mùa thi đấu tại V-League. Những sự bổ sung rất chất lượng, trong đó có Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ từng là trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội, với nhiều tuyển thủ quốc gia cộng thêm sự hiệu quả của các ngoại binh ghi cả 5 bàn ở trận đấu trước, Công an Hà Nội bây giờ thực sự là rất đáng gờm và xứng đáng được xem là kẻ thách thức lớn nhất của câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội họp khẩn với các trụ cột trước trận đấu sống còn với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Banovic của câu lạc bộ Hà Nội đặt quyết tâm cao ở cuộc đối đầu này. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel, chiến lược gia này cho biết:
Ở trận đấu tới, câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó sẽ là trận đấu khó khăn khi đối thủ rất mạnh. Dù vậy, mục tiêu của đội vẫn là chiến thắng. Chính vì vậy, chiến lược gia này đã gặp riêng 6 cầu thủ ở hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội để trao đổi về đấu pháp, ngăn chặn hàng công của câu lạc bộ Công an Hà Nội. 6 cầu thủ này bao gồm Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Ma Cao, Nguyễn Thành Trung và Đỗ Hùng Dũng. Vì gặp riêng huấn luyện viên trưởng, những cầu thủ này không xuất hiện trong phần đầu làm nắm của câu lạc bộ Hà Nội. Đáng chú ý, tiền vệ Phạm Thành Lương cũng đã có một số chia sẻ trong buổi tập. Cầu thủ 34 tuổi này cho biết, câu lạc bộ Hà Nội đã có phương án chuẩn bị cho trận đấu tới. Chúng tôi sẽ có cách đối phó với tất cả các cầu thủ khác trong đội hình của câu lạc bộ Công an Hà Nội, chứ không riêng gì cá nhân Đoàn Văn Hậu. Hiện tại, trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xếp ở vị trí nhì bảng với 3 điểm có được đầu tiên sau trận đấu mở màn. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội lại nằm ở nhóm dưới sau khi để câu lạc bộ Viettel cầm chân. Ở trận đấu này, các cầu thủ của đội bóng thủ đô đã có màn trình diễn không đúng như mong đợi và nhận kết quả hòa 1-1. Công an Hà Nội sớm trở thành hiện tượng của V-League 2023 khi họ đánh bại đội đương kim đệ tam anh hào V-League Bình Định đến 5 bàn không gỡ ngay ở vòng đấu đầu tiên. So với số lượng và chất lượng ngôi sao có trong đội hình, Công an Hà Nội hiện nay không thua kém 3 đội bóng nhà giàu là Bình Định, Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Đấy chính là lý do để giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá cả nước nhận định đội bóng này sẽ là đối trọng đáng kể để thách thức đường đua vô địch của các đại gia bóng đá nội. Các tuyến trong đội hình của câu lạc bộ Công an Hà Nội rất mạnh, đặc biệt là ở hai biên, họ có ít nhất 2 tuyển thủ quốc gia hoặc U23 quốc gia ở từng biên. Công an Hà Nội chiêu mộ nhân sự rất đồng đều và ổn định ở cả 3 tuyến, dĩ nhiên có vai trò của vị giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Về tài phát hiện và chiêu mộ ngoại binh, ông Đại cũng thuộc hàng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nên, không lạ khi 3 cầu thủ ngoại của câu lạc bộ Công an Hà Nội gồm tiền đạo Rodriguez Gustavo Henrique, Shumuhama Juvel Fred và tiền vệ Jesus Silva John Clay. Dù còn lạ lẫm với sân cỏ trong nước, nhưng bước đầu vẫn có màn ra mắt khá ổn trong trận đấu với câu lạc bộ Bình Định. Chính vì thế, người ta không khó để nhận ra đội bóng này, dù mang phận tân binh nhưng đang có những bước tiến rất vững chắc, trở thành đội hiếm hoi tại V-League trong nhiều năm qua, đủ khả năng thách thức ngôi vị vô địch của đại gia câu lạc bộ Hà Nội.